Wow, khung cảnh hồ Ba Bể thật đẹp, hùng vĩ quá mẹ ơi. Nhưng mà con có biết tích của hồ Ba Bể này bắt nguồn từ đâu không? Hả? Hồ mà cũng có sự tích nữa hả mẹ? Có một câu chuyện liên quan đến hồ Ba Bể đó con. Con có muốn nghe mẹ kể không? Dạ có ạ. Mẹ kể con nghe đi. Ngày xưa ở xã Nam Mẫu thuộc tỉnh Bắc Cạn, mỗi năm dân làng đều có tổ chức lễ cúng Phật lớn, gọi là lễ Vô Giá. Dân chúng khắp miền Mạn Ngược tề tựu lại rất đông. Ai nấy đều lo ăn chay niệm Phật, làm việc thiện như là buôn cá, thả chim, dâng hoa cúng quả để cầu phúc trong mấy ngày hội. Bỗng nhiên hôm ấy xuất hiện ở đám hội một bà lão ăn xin. Người gầy còm lở loét, trông thật gớm ghiếc. Đói lắm, tôi đói lắm các ông các bà ơi. Các ông các bà làm ơn làm phước bố thí chút đồ ăn cho tôi với. Bà lão đi tới đâu mùi hôi thối xông ra đến đấy, khiến ai nấy đều khó chịu xa lánh. Đám thôn nữ trai tráng trong làng nghi bà mắc hủi, nên hễ thấy bà thấp thoáng từ xa là xô nhau trốn như trốn dịch. Mụ già bẩn thỉu kia, mau cút khỏi hội ngay, đi ngay. Bà lão đành lê mình khỏi đám hội và đi vào trong thôn. Cũng như ở đám hội, vào xin ăn ở nhà nào, bà lão cũng bị hắt hủi, xua đuổi. Có nhà giàu nọ còn đóng chặt cửa lại và thả chó cắn bà. May sao đến ngã ba, bà gặp được hai mẹ con bà quá đang đi chợ về. Người mẹ thấy bà lão tội nghiệp quá, bạn đưa bà cụ về nhà, lấy cơm nguội cho ăn rồi mời bà nghỉ lại. Cụ ăn đi cho đỡ đói. Cảm ơn, hai mẹ con cô thật tốt. Tôi đã đi cả ngày xin cơm, nhưng không ai cho, vì chê tôi hôi hám và sợ bị lây bệnh từ tôi. Chẳng lẽ hai mẹ con không sợ tôi sao? Không đâu thưa cụ, giúp đỡ người khác khi gặp hoàn cảnh khó khăn là điều nên làm mà. Ngoài trời cũng tối rồi, nếu cụ không chê nhà con tồi tàn thì cụ cứ ngủ lại đây, sáng mai rồi lên đường tiếp cụ hả? Cảm ơn cô. Đến tối, bà quá trải chiếu ở một cái chõng cho bà lão ăn xin nghỉ ngơi, còn mẹ con bà thì nằm tạm ở một chỗ khác. Bà lão vừa ngã lưng đã ngáy như sấm. Đến nửa đêm, hai mẹ con bỗng giật mình thức giấc bởi một tiếng động ầm ầm. Từ tiếng chõng nơi bà lão ăn xin gầy còm lở loét nằm, bỗng sáng rực lên trong bóng tối và xuất hiện một con dao lông đang cuộn mình lù lù một đống. Hai mẹ con rụng rời kinh hãi, nhưng vì ngôi nhà nhỏ cách biệt với xóm làng, giờ có hét lớn cũng chẳng có ai nghe mà đến cứu, nên họ đành trùm chăn kín mít phó mặc cho may rủi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mẹ con chẳng thấy con dao long đâu cả. Trên chõng vẫn bà cụ ăn xin gầy yếu. Trước lúc từ biệt, bà lão quay lại dặn dò hai mẹ con: dân xứ này thờ Phật mà kỳ thật là buôn Phật, rất xứng đáng phải chịu trầm luân. Chỉ có mẹ con cô là tốt bụng. Vùng này sắp xảy ra lụt lớn, hãy cầm lấy gói tro này và rắc xung quanh chỗ ở. Và trong đêm nay chớ có đi đâu cả. Hoặc nếu có đi đâu, hãy đưa nhau lên đỉnh núi cao, có thể mới tránh được nạn chết chìm. Hả? Thật vậy sao? Vậy tôi phải làm gì để cứu bà con dùng này? Hai mảnh vỏ trâu này sẽ giúp mẹ con cô làm việc thiện. Nói rồi bà lão biến mất trước sự ngạc nhiên của hai mẹ con. Người mẹ vội vàng làm theo lời dặn, rồi đem chuyện kể cho những hộ gần nhà biết. Nhưng những người kia chỉ mỉm cười và cho đó là chuyện hoang đường do mẹ con bà quá tưởng tượng ra. Tối hôm đó, ngay giữa đám hội náo nhiệt, khi mọi người đang tấp nập lễ bái,
thì bỗng có một cột nước từ dưới đất phun lên chính giữa đàn tràng, kèm theo tiếng nổ dữ dội. Ai nấy ngơ ngác hoảng sợ, tưởng thần Phật hiển linh nên càng vái lấy vái để. Nhưng dòng nước phun ngày càng mạnh, làm lỡ hết đất cát xung quanh và dần nuốt lấy nhà cửa. Vạn vật chìm nghỉm vào trong biển nước. Ôi, chạy đi, có lũ, nước lũ dâng cao. Mọi người chạy đi, nguy quá rồi. Tất cả các người đều cần bị trừng trị. Con Giao Long vừa dứt lời, vạn vật bỗng chốc chìm trong biển nước. Duy chỉ có ngôi nhà của hai mẹ con bà Quá vẫn còn. Nước dâng lên bao nhiêu thì nền nhà ấy cao lên bấy nhiêu. Nhìn mọi người chới với vùng vẫy trong màn nước trắng xóa để bám víu sự sống, hai mẹ con vội vã lấy ra hai mảnh vỏ trấu, thả xuống nước theo lời dặn của bà lão ăn xin. Lạ thay, hai mảnh vỏ trấu vừa gặp nước bỗng biến thành hai chiếc thuyền lớn. Vui mừng khôn xiết, hai mẹ con bà Khóa vội leo lên thuyền. Mặc gió mưa cản trở, họ vẫn chèo đi khắp nơi cứu vớt người bị nạn. Cảm ơn hai mẹ con vì đã cứu chúng tôi. Hai mẹ con thật tốt bụng và nhân hậu. Sau trận đại hồng thủy năm nào, vùng đất sụt lở ấy ngày nay biến thành một cái hồ rộng lớn, gọi là hồ Ba Bể. Còn cái nền nhà của hai mẹ con nổi lên như một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Người địa phương gọi là Bò Già Mãi, hay còn gọi là Gò Bà Quá. Và đó chính là sự tích ra đời của hồ Ba Bể đấy con ạ. Dạ, vậy là nhờ vào lòng tốt của hai mẹ con đó nên mới có hồ Ba Bể như bây giờ mẹ nhỉ? Qua câu chuyện trên, con cũng phải tự rút cho mình một bài học nha. Khi gặp người khó khăn, hoạn nạn cần giúp đỡ, chớ có phân biệt thiệt hơn, mà con nên giúp đỡ họ bằng cả tấm lòng của mình, bằng sự chân thành của mình. Con nhớ chưa? Dạ, dạ, con nhớ rồi. Nhãn hàng Inokin hân hạnh đồng hành cùng Huyền Cổ Tích.